là môn khoa học xã hội hay là môn khoa học tự nhiên, từ thầy đến trò. Điều gì làm nên sự hào hứng này? Và đây là lý do tấm bảng đặc biệt này vừa xuất hiện tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Được tiếp xúc với những cái mới thì con cảm thấy thú vị và con cảm thấy thích. Thì mình sẽ không phải chép lại tất cả các bài của giáo viên ghi bảng nữa. Lớp học thông minh thực chất là lớp học ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài việc biên soạn và phân phát tài liệu số trực tiếp đến lớp học, giáo viên của lớp học thông minh còn có thể kiểm tra quá trình học tập của các em bất cứ lúc nào. Tấm bảng chỉ là công cụ. Sự tương tác không nằm ở việc chạm, mà là trao đổi kiến thức giữa thầy và trò, giữa trò và trò để tăng khả năng tư duy và kỹ năng làm việc nhóm. Giúp cho người dạy đầu tư nghiêm chỉnh vào cái bài giảng, thiết kế một cách chỉnh chu, có sự thiết kế thể hiện cái tư duy gợi mở. Không những tập huấn cho giáo viên mà còn tập huấn cho cả học sinh, để khi học sinh về lớp có thể các em có thể sử dụng, cũng có thể hỗ trợ các giáo viên còn chưa tiếp cận được. 1 phút 30 giây là thời gian ngắn nhất để giải một bài toán ở lớp học thông minh. Lý do là vì các công thức đã được lập trình. Việc của học sinh là chọn công thức phù hợp dựa trên nền tảng kiến thức có sẵn. Thế nhưng thời gian không phải là cái lợi lớn nhất của lớp học. Khi mà dạng ở bảng đen thì thầy chỉ có thể dạng ở mặt khoảng 2D thôi. Nhưng mà ở đây thì tụi con vẫn có thể hình dung ra được là 3D như thế nào. Thực ra cái bài giảng như thế cũng giúp cho các em có thể đem cái bài giảng đó về nhà và có thể tự luyện tập ở nhà cũng được. Sẽ di chuyển trong lớp học mình quản lý các em tốt hơn, chứ mình không còn gọi là truyền thống dính như bảng đen như xưa nữa. Thì nói chung là nó là một môi trường rất là năng động. Lớp học thông minh là xu hướng của giáo dục 4.0. Thế nhưng thông minh như thế nào đi nữa thì cũng đòi hỏi người sử dụng và điều hành phải thay đổi và chủ động thay đổi để tiếp cận. Giáo dục liên quan đến đời người. Thế hệ công dân số phụ thuộc vào sự bắt đầu này.